Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dân thôn Long Cầu xã Đoàn Đào bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt dài ngày. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe quá tải vẫn hoạt động và trách nhiệm của các đơn vị địa phương. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên công bố ra mắt chương trình Thắp sáng tài năng dư nhãn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, ước cả nước giải ngân vốn đầu tư trên 159.000 tỷ đồng, đạt gần 34% kế hoạch. Số vốn giải ngân tăng so với cùng kỳ năm 2019, song tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm vẫn thấp so với yêu cầu. Tại tỉnh Hưng Yên, đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2020, đã thực hiện giải ngân được gần 2.400 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch Thủ tướng giao và là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước. Tuy nhiên, kết quả giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ODA, vốn trái phiếu chính phủ kéo dài năm 2018 sang năm 2020 đạt thấp so với kế hoạch được giao. Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành trung ương và các địa phương tập trung tìm nguyên nhân khách quan và chủ quan về việc chậm giải ngân vốn thời gian qua, đề xuất những giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy giải ngân và sử dụng vốn đầu tư nhà nước hiệu quả trong năm 2020 và các năm tiếp theo, phải tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, có quy định cụ thể và chế tài đối với tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu các bộ ngành địa phương để xảy ra tình trạng chậm giải ngân các dự án đầu tư công, xử lý nghiêm các cơ quan tổ chức cá nhân vi phạm, làm chậm nhũng nhiễu gây khó khăn trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực lợi ích nhóm. Cũng trong sáng nay, Ban Tổ chức tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hưng Yên khóa học 2018-2020. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Lớp học có 88 học viên là lãnh đạo quản lý của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Trong thời gian 2 năm học, các học viên được học tập nghiên cứu những kiến thức như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý, các chuyên đề đặc thù và bổ trợ, trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về hệ thống, lý luận chính trị, làm cơ sở củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học và phương pháp lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó 7 học viên đạt loại giỏi, 11 học viên được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia ký quyết định khen thưởng, 5 học viên được tỉnh ủy khen thưởng có nhiều thành tích trong học tập. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học với kết quả cao. Đồng chí yêu cầu mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác, nhiệm vụ được phân công vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức về lý luận, những hiểu biết đã được học, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tiếp tục học tập tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực chuyên môn. Không ngừng đổi mới phương pháp làm việc hiệu quả theo phương pháp luận, suy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng phát triển. Chiều ngày 15 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa 15 nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
6 tháng đầu năm, công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh đã được nhiều kết quả, đã tiếp nhận trên 20 tỷ đồng tiền mặt và nhiều trang thiết bị nhu yếu phẩm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, vận động toàn dân ủng hộ gạo, hỗ trợ hộ nghèo phòng chống dịch COVID-19. Đã có 100% hộ nghèo của tỉnh được tiếp nhận bình quân 30kg gạo một hộ. Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của 6 huyện, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020. Qua chương trình đã hỗ trợ xây mới đợt 1 là 708 căn, đợt 2 880 căn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác mặt trận đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, sâu sát, nắm bắt tình hình cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo, hoàn thành theo đúng kế hoạch chương trình, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào cuộc vận động cần được cụ thể lấy lợi ích của người dân làm trung tâm để phát huy hiệu quả. Sáng ngày 15 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Từ đầu năm đến nay, huyện Khoái Châu đã mở rộng phát triển diện tích cây ăn quả sản xuất theo quy trình Việt Gáp được 700 ha. Ba xã dân Tiến Hồng Tiến, Đồng Tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 5. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp Tân Dân, hiện đang tiến hành các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 136 tỷ đồng, đạt 50,34% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội khác, huyện Khoái Châu sẽ tập trung mở rộng số lượng, diện tích vùng cây ăn quả được chứng nhận Việt Gáp, gắn với thành lập và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường lao động có nhiều biến động, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,2 triệu người, giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,82%. Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành lao động thương binh xã hội tỉnh sớm có báo cáo cụ thể tình hình lao động việc làm 6 tháng đầu năm, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc mà người lao động trong tỉnh đang gặp phải, có những giải pháp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, tập trung triển khai gói hỗ trợ của chính phủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Sáng nay, các thí sinh dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên làm bài thi môn chuyên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã kết thúc, không có trường hợp vi phạm quy chế thi. Đề thi được nhiều giáo viên học sinh nhận xét đã bám sát chương trình tinh giản của bộ, có tính gợi mở và phân loại thí sinh. Trong 3 buổi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 3 tổ kiểm tra công tác, tổ chức thi tại các điểm thi. Toàn tỉnh không có trường hợp giáo viên và học sinh bị xử lý do vi phạm quy chế thi. Kết thúc kỳ thi có 271 thí sinh bỏ thi môn văn, 281 thí sinh bỏ thi môn toán, 2 thí sinh không dự thi môn chuyên. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Theo kế hoạch, hội đồng chấm thi sẽ làm việc từ ngày 17 tháng 7, công bố kết quả trước ngày 25 tháng 7. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên vừa tổ chức lễ công bố ra mắt chương trình Thắp sáng tài năng sư nhãn. Đây là chương trình game show đầu tiên dành cho lứa tuổi học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Nhận được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị, game show Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn đã chính thức được ra mắt. Đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT Hưng Yên cùng các đơn vị tài trợ. Mỗi bước đi của chương trình đều gắn liền với mái trường và mang những nét đặc trưng riêng biệt. Sau khi được ban giám đốc chỉ đạo xây dựng cái format chương trình game show Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn, ngay từ đầu tôi đã cam kết rằng là phải xây dựng một cái chương trình làm sao nó khoa học, trí tuệ, sôi động và giàu bản sắc của đất và người Hưng Yên. Xong format, tôi đã đăng ký bản quyền tác giả cho đài và sau khi được cục bản quyền thẩm định thì đã cấp bản quyền. Ở đây cũng là một cái bản quyền đầu tiên của các cái chương trình cho đài Hưng Yên. Được sự nhất trí của Ủy ban nhân tỉnh, game show Thắp Sáng Tài Năng Xứ Nhãn của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ra đời xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo phụ huynh và học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Và đây là một sân chơi trí tuệ, thiết thực và bổ ích dành cho đối tượng học sinh trung học cơ sở. Chương trình sẽ góp phần đổi mới giáo dục theo mục tiêu là phát triển toàn diện, bền vững cả về thể chất, trí tuệ, tâm hồn cho thế hệ trẻ. Với nền tảng truyền thông hiện có của Đài Hưng Yên qua truyền hình truyền thống, phát theo lịch phát sóng, truyền hình trên mạng xã hội, trên Internet, truyền hình OTT phục vụ khán giả theo yêu cầu, thì chúng tôi tin tưởng rằng chương trình sẽ góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, truyền thống văn hiến của mảnh đất và con người Hưng Yên với đông đảo công chúng gần xa. Với 4 nội dung, tài năng xứ Nhãn, xứng danh đất học, giao lưu với các học trò xứ Nhãn, sân trường sôi động, mỗi chương trình là sân chơi để các bạn học sinh thể hiện khả năng ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn là nơi để các em học sinh tỏa sáng các tài năng nghệ thuật và sôi động với những trò chơi dân gian, trò chơi tập thể bổ ích, gắn kết tình cảm thầy trò bạn bè. Sau 5 số đầu tiên được ghi hình, chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Tôi thấy chương trình này đã rất là bổ ích và đã mang lại một cái sân chơi rất là sôi động, và bên cạnh đó các em được vừa học vừa chơi và vừa được trải nghiệm những cái lĩnh vực nghệ thuật. Em rất là vinh dự khi được là những gương mặt góp phần vào cái chương trình Tài Năng Xứ Nhãn này, một chương trình rất là bổ ích của Đài Truyền hình Hưng Yên. Và em cảm thấy rằng là đây sẽ là một trong những trải nghiệm rất là quý báu của thời học sinh chúng em, đặc biệt là thời học sinh cấp 2, vì là rất là ít có cơ hội để được lên đài truyền hình ạ. Và thứ hai là sẽ là một cái cơ hội để giúp chúng em được thể hiện tài năng của mình, giúp các bạn có thể trở nên tự tin hơn và có thêm kinh nghiệm hơn trong tương lai ạ. Chương trình sẽ được phát sóng vào 20 giờ 20 phút thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18 tháng 7. Đây cũng là nơi để các đơn vị chung tay thể hiện trách nhiệm xã hội, tạo thêm nguồn lực để phát triển lĩnh vực giáo dục của tỉnh Hưng Yên. Tất cả vì một mục tiêu: thắp sáng tài năng xứ Nhãn. Thưa quý vị và các bạn, đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhưng gần một tháng nay, người dân thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ không có nước sạch để sử dụng. Dưới cái nắng như đổ lửa, hàng ngày bà Nguyễn Thị Bích ở thôn Long Cầu vẫn phải ra ao lấy nước về phục vụ sinh hoạt của gia đình. Toàn bộ các thau chậu trong nhà cũng được đem ra để chứa nước. Bà Bích cho biết, từ ngày 20 tháng 6 đến nay, hệ thống cung cấp nước sạch cho gia đình bà đã hoàn toàn không hoạt động. Chỉ mấy ngày sau đó, bể nước dự trữ và bể nước mưa trong nhà cũng cạn kiệt. Mỗi ngày bà phải mất 7 lần đi lấy nước mới tạm đủ dùng cho những sinh hoạt tối thiểu của gia đình. Cây cối trong vườn không có nước tưới. Cái chất lượng nước ngoài ao này thì quá bẩn, không có thì phải dùng thôi. Biết làm như nào? Tôi cứ chở 7 cái thùng xô này, gọi là tối thiểu đây. Còn đi tắm nhờ nhà em ra, giáp với thôn Đoàn Đào. Thôn Long Cầu có hơn 400 hộ dân, trong đó đã có 98% hộ dân đầu nối sử dụng nước sạch của nhà máy nước sạch Phù Tiên đặt tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ. Sau 2 năm sử dụng nước sạch, nhiều hệ thống giếng khoan, bể lọc và máy bơm nước của các hộ dân đã bị hỏng hoặc bị phá bỏ. Vì vậy, khi mất nước, các hộ dân không còn nguồn nước nào khác để dùng. Giải pháp bơm nước ao lên, lọc qua để sử dụng được nhiều gia đình trong thôn lựa chọn. Việc thiếu nước giữa mùa nắng nóng khiến cuộc sống của người dân trong thôn hoàn toàn bị đảo lộn. Giờ hai bà già sáng ra dậy là phải đi lắp máy bơm, bơm nhờ cái ao hàng xóm. Đến bây giờ chỉ có khoảng 20-30 hộ giáp với các cái thôn Đoàn Đào và Đồng Minh thì có nước về ban đêm. Thế còn ban ngày không có. Thế còn hầu hết là khoảng 90% hộ dân
là hiện nay là không có nước. Cho nên là hàng ngày nhân dân rất bức xúc, kiến nghị rất nhiều. Chúng tôi tiếp xúc cử tri với hội đồng nhân dân xã, hội đồng nhân dân huyện. Thậm chí chúng tôi đã gọi điện trực tiếp đến công ty để về kiểm tra nhưng cũng không có chuyển biến. Chúng tôi cũng đã đôn đốc rất nhiều lần rồi. Điện thoại trực tiếp rồi đồng chí chủ tịch cũng đã có ý kiến rất nhiều, đề nghị là công ty cấp nước cung cấp đầy đủ. Thế nhưng mà đến giờ thì vẫn chưa khắc phục được. Hiện nay toàn bộ hệ thống nước ao của thôn Long Cầu đã bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt và chăn nuôi. Việc sử dụng nguồn nước này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, chưa kể rất nhiều khó khăn và bất tiện trong điều kiện thời tiết hiện nay. Đề nghị các cơ quan chức năng và nhà máy nước sạch Phù Tiên sớm khắc phục tình trạng này cho người dân. Trong các chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về thực trạng xe quá khổ quá tải diễn biến phức tạp cùng với những hậu quả mà xe quá khổ quá tải gây ra. Vậy nguyên nhân do đâu mà tình trạng trên vẫn tái diễn? Theo quy định của pháp luật thì mức xử phạt đối với các phương tiện chở quá tải trọng, cơi nới, thành thùng là rất lớn. Có những trường hợp bị xử phạt lên đến cả 100 triệu đồng, nhưng vì lợi nhuận mang lại, cả đơn vị doanh nghiệp, các chủ xe và lái xe vẫn bất chấp để lén lút hoạt động. Để cạnh tranh giá cước, nhiều chủ xe thay đổi kích thước, cơi nới thành thùng để chở hàng cho được nhiều, nên dẫn đến thực trạng nhiều phương tiện đã bị xử phạt và cắt bỏ thành thùng nhưng lại tiếp tục vi phạm. Chính điều đó dẫn đến tình trạng ở nhiều địa phương, trên nhiều tuyến đường không khó để chúng ta bắt gặp những chiếc xe đồ sộ chở hàng quá tải. Nên xe này là bao nhiêu khối? Em không biết bao nhiêu khối, tấn. Tấn à? Vâng. Bao nhiêu tấn? 50 tấn, em chưa cân bao giờ, em đoán. Xe này cắt chưa? Xe cắt 4-5 lần rồi. Thế sao bây giờ thùng vẫn to này? To lên. Nguyên nhân khác dẫn đến xe quá khổ quá tải vẫn diễn biến phức tạp là do một số doanh nghiệp, chủ các bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, thậm chí là ngay cả các chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu đã không thực hiện nghiêm túc cam kết với cơ quan chức năng và cấp chính quyền vẫn cố tình tiếp tay cung ứng hàng và tiếp nhận hàng hóa cho các phương tiện chở quá tải trọng. Đơn cử như tại một số bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng ở Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên, Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang, hoạt động trên vẫn diễn ra rầm rộ hàng ngày nhưng không có bất cứ lực lượng chức năng hay cấp chính quyền cơ sở đến nhắc nhở hay xử lý vi phạm. Trong khi đó, năm nào cũng vậy, các đơn vị chức năng, tỉnh, huyện và cấp chính quyền cơ sở đều đã yêu cầu chủ các bến bãi và các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết không được cung cấp hàng cho xe quá tải. Chung là bọn em này lái thuê thì bọn em thì chủ điều thì bọn em chạy thôi. Bọn em thì toàn đi từ nửa đêm thôi. Bên cạnh đó là công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng công an, thanh tra chưa thường xuyên liên tục. Việc khảo sát bố trí trạm cân cố định do Bộ Giao thông Vận tải trang bị chưa linh hoạt, phù hợp để ngăn chặn xe quá tải hoạt động. Một số tổ đội công tác cấp tỉnh cũng như huyện trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn chưa chú trọng trong việc xử lý đối với các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải trọng và cơi nới thành thùng. Để thực hiện loạt phóng sự này, trong tháng 6 năm 2020, tại những địa phương, những khu vực ngay cả trên những tuyến đường mà xe quá tải chạy nhiều, chúng tôi không hề gặp bất cứ tổ đội công tác nào làm nhiệm vụ. Thậm chí, ngay cả khi phát hiện xe quá tải chạy rầm rộ, chúng tôi đã nhiều lần gọi điện để thông báo với một số đơn vị chức năng để phối hợp làm việc, nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời là bận và không có người. Thậm chí, có những đơn vị, mặc dù tiếp phải làm việc với phóng viên và cung cấp số liệu xử lý vi phạm, nhưng khi đề cập về thực trạng xe quá tải và cơi nới thành thùng, vì sao vẫn chạy nhiều, thì lại né tránh. Trong khi đó, đây lại là thời điểm mà các đơn vị địa phương phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị 06 ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và kế hoạch liên ngành giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải, phòng ngừa kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe. Chính sự thờ ơ, không phối hợp như vậy đã dẫn đến câu chuyện vì sao xe quá khổ quá tải vẫn lưu thông mà không bị xử lý. Có cát đá người ta chở qua đây này. Đấy. Mà con đường này ngay đầu dốc người ta đề là 10 tấn. Nhưng mà cái xe này thì các bác thì nhìn xem nó bao nhiêu tấn. Chắc nó phải 50 tấn. 4-50 tấn nó chạy mà phá hết đường ra. Có những anh công an ở đây thì chúng tôi nói về cái này thì cái anh ấy bảo là cái việc này là việc của bên giao thông.
không phải việc của ngành ấy. Chứ nếu mà nói mà có hàng trăm con một tối chạy thì không ai nghĩ như thế. Mà chắc chắn không có. Nhưng trong một đêm và chúng tôi chắc chắn không có đấy, chúng lấy số liệu đâu. Trái với phát biểu của ông Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải là hình ảnh chúng tôi ghi được trong những ngày đầu tháng 7 năm 2020. Để xử lý, ngăn chặn tình trạng xe quá tải, quá khổ đang hoành hành như hiện nay là không khó, bởi chúng ta có đủ lực lượng và các cơ quan chức năng để tuần tra kiểm soát và xử lý. Song, vì sao xe siêu trường, xe quá tải trọng, chạy quá tốc độ, gây nhiều nỗi khổ, nhiều vụ tai nạn kinh hoàng, làm hư hỏng đường xá, làm ô nhiễm môi trường vẫn ngang nhiên hoành hành. Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại địa bàn thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên và Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm phát hiện và bắt giữ xe ô tô do Nguyễn Tất Thắng ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội điều khiển có hành vi chở 1.900 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc đang mang đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, số thịt này đã bị biến đổi màu sắc, bốc mùi, ôi thiêu, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Thắng khai nhận đã thu mua số thịt này trôi nổi trên thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thịt lợn trên. Các đơn vị chức năng đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Tất Thắng và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.